dự. Nhà này lập chuối. Lập chuối là sao vừa nước nhiều quá mẹ. Cái này béo dữ lắm rồi mẹ. Cái quẹ bành kia này ăn mới no đó chứ. Cái này đẹp. Nếu nếp này nó dính dễ.
Thành ra nhà dịch vàng dịch trong phân trơn. Nè, đó là đó. Nhỏ hàng cái nó cháu. Rồi. Cái con nó bắt lên nó lại cái lửng. Cái tủ. Rồi lấy nữa. Ăn với anh ba cứ cho mình. Nhiều lắm thôi nhiều. 4 chén mấy. Cái này chắc chừng hàng mười mấy trời ơi, cả hai chục cái mấy gì mấy gì có một chút xíu ba cái gói bánh này bán lại cái mẹ cái gì xích cái công ra rồi không rồi cái bà nó lại 5.000 cái hả gói cực lắm rồi gói nó đâu xích cái công đó nó hết có 1 triệu bỏ công ra thì cũng như tính mẹ công là như vậy. Không, nó điếm mà có 3.000, 4.000 gì đó, thì nó bán rẻ là 5.000. Cái cao đó, cái cao cái đó nó ở trên nước nó tạt lên nước. Cầm tôi chơi cây chắc hết luôn rồi. Nó ra ngoài, cái nhà nó còn được rồi, dắt bút chèo đó. Ở đây không có bắn cơ được nha. Ở đây là gió dớn là bắn thì bắn thiệt, không có bắn cơ ra được nha. Sau này là buồn đó. Bắn thì bắn cho nó chắc đó. Thì ở ngoài cái chạy trước buồn. Nói mệt cái quá sự kìa. Nè lấy tay nữa lên nhiễm lên chân đi. Ăn cơm đi học con ơi. Mày hát cái này cho gọn cái đó đi. Rồi. Bắt trên không? Ngồi làm thêm cái sách luôn không? Rồi đó mình thả được không? Đức đó ăn chung ăn cái chân đó cái này cái chân đó. Mày con mày đuổi đến đây con cháu này cái chân đây. Con cháu này này con cháu bên chồng con này. Mày để nếp giống nhiều hơn mà tao thấy nó cầm bàm hả? Bớt lấy bớt cho nếp ra, bớt nếp ra mới để nhân được mà làm bự quá, bự quá rồi để ra cái nó cầm vàng. Én vừa vừa thôi, én quá nó cứ ngắt thì đã cắt rồi, én vừa nãy thôi, quá dễ lắm. Yeah.
Trời ơi, đựng gió nữa, đi về cái tay dơ đó nghe, rồi nữa rửa tay ăn cơm nghe. Bóc con tó đó. Rửa tay đi. Nguyên nửa cái chuối là cái nhiều. Ngồi đây là nhiều quá ăn nóng. Còn cái tàu gói ăn nè. Trời ơi, mấy ông công trình ở đây hả? Mấy ông kia hồi hết trơn. Ăn rồi mua về cho vợ con nữa. Chết mà rất là gói nha, không đủ bán, quá bữa rồi vậy, ngon quá trời, ăn quá béo, mình rất chưa đói bụng, tự chết ăn nào mới ăn được chiều còn mua nhiều cho vợ. Xong rồi rối được một đòn bánh tét. Ôi ơi. Đây. Con đem vô. Bỏ ba lá này đi. Nắng rồi. Kể. Làm xong mình kể vô. Đâu có nắng nữa. Hai cuốn sáng. 8, 10, 12, 14, 16. Ê, 20, 21. 4 cái nhỏ nữa, 5 cái nhỏ, 6, 5 cái, 5 cái nhỏ nữa. Không được không mấy cái nha, đòn bánh tét nữa. Nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhân tay ngang gói bánh nó vừa cũng đẹp chứ bộ. Chắc mình sợ gì đỏ nữa đi. Gì? 4 cái bánh thân đó. Thôi cởi đi. Mày cuộn chụm lại đi. Có mấy cái này nè, cuộn lại nè. Cái cuộn bánh thân nó cong. Nó đặt trên hả? Ừ. Đủ đó, 22 cái, 21 cái, 22 cái. Trời ơi, có mấy cái bánh nóng cái nồi hết cái bự. Mình bỏ vô nấu bánh mọi người ơi, bánh bỏ vô nấu, màu mè đẹp đẽ quá. Màu đẹp quá.